Xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ tới với phần số 2 của bài 14 là phần phân tích đoạn hội thoại. Trong phần này, các bạn sẽ được phân tích từng từ, từng câu và từng đoạn của cuộc hội thoại để mình vừa có thể luyện nghe và luyện nói. Nhưng các bạn hãy chú ý nhé, trong phần này bởi vì đây đã là khóa tiếp theo của chương trình phát âm chuẩn tiếng Anh nên mình sẽ không nắn chỉnh từng âm đơn lẻ một. Vậy nên các bạn hãy học kỹ khóa phát âm chuẩn tiếng Anh trước nhé. Còn bây giờ, bắt đầu chúng ta sẽ vào phân tích đoạn hội thoại của bài 14 với chủ đề How's the weather? Mình cùng tập một chút về phần chủ đề này nhé. How's the weather? How's ở đây là viết tắt của how is. Các bạn tập lại với mình ở dạng đầy đủ. How is the weather? Trong phần này, mặc dù không phân tích kỹ từng âm, nhưng mình sẽ có 3 lần nói. Một lần nói ở tốc độ bình thường, một lần ở tốc độ chậm hơn và lần cuối cùng ở tốc độ bình thường để các bạn vừa nghe đồng thời nhìn lên màn hình để bắt chước theo. Ví dụ, câu hỏi về thời tiết sẽ là How's the weather? Lần phân tích nói chậm. How is the weather? Normal speed ở tốc độ bình thường. How's the weather? Very good. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu vào phần nội dung của bài nhé. Bắt đầu đoạn hội thoại. Khi bạn Quế gặp mình thì bạn ấy chào hỏi, đồng thời hỏi về ngày trong tuần cũng như là ngày trong tháng. Chúng ta cùng bắt đầu với phần đầu tiên là phần chào hỏi. Bạn ấy nói là Hello Mrs. Ling. Very good. Bây giờ mình sẽ nói ở lần thứ hai, tốc độ chậm hơn, slower. Hello Mrs. Ling. Now say it again and faster. Hello Mrs. Ling. Và mình có chào lại, đồng thời mời bạn ấy vào nhà. Hello Miss Quế. Come in, please. Say it again, slower. Hello, Miss Quế. Come in, please. Very good. Say it again at the normal speed. Hello, Miss Quế. Come in, please. Và khi vào tới trong nhà, bạn ấy hỏi mình hôm nay là thứ mấy? Và bạn ấy nói rằng, What day is it today, Mrs. Ling? Say it again, slower. What day is it today, Mrs. Ling? Now faster. What day is it today, Mrs. Ling? Và mình trả lời, It's Saturday. Again, it's Saturday. It's là viết tắt của it is. Các bạn chú ý bật đầy đủ âm. Say it again and faster. It's Saturday. Very good. Phần tiếp theo là bạn ấy hỏi hôm nay là ngày bao nhiêu? Với ngày trong tháng chúng ta có câu hỏi là What is the date today? Say it again and slower. What is the date today? Now say it again faster. What is the date today? Very good. Và phần này mình có trả lời hôm nay là ngày 30 tháng 7. Và mình trả lời là Today is July 30th. Say it again. Today is July 30th. Trong này các bạn chú ý, tháng 7 là July. Again, July. Ngày 30, thay vì dùng 30, mình chuyển thành số thứ tự là 30th. Có âm TH ở phía đằng sau, các bạn chú ý nhé. Say it again, 30th. Đẩy lưỡi âm TH ở phần này. Nếu các bạn chưa quen thì mình hãy nhớ là tập đi tập lại nhiều lần cho thành phản xạ. Ngày 30 tháng 7 mình sẽ nói là July 30th. Hôm nay là 30 tháng 7. Say it again. Today is July 30th. Very good. Và sau khi trả lời bạn ý thì mình hỏi bạn Quế là thời tiết thì như thế nào. Mình hỏi là How's the weather? Vì bạn ấy mới đi từ ngoài vào nhà của mình đúng không ạ? Say it again and slower. How's the weather? Các bạn chú ý, how's là viết tắt của how is. Now say it again and faster. How's the weather? Very good. Ngoài how's the weather là câu hỏi thời tiết hôm nay như thế nào, thì các bạn có thể dùng một câu hỏi tương tự nữa cũng hỏi về thời tiết là What is the weather like? Là thời tiết như thế nào? Say it again. What is the weather like? Very good. Các bạn chú ý là mình có thể dùng bất kỳ cách nào trong hai cách này để hỏi về thời tiết nhé. Và khi mình hỏi như vậy thì bạn ấy trả lời là It's so hot today. Hôm nay trời thật là nóng. Say it again. It's so hot
today. Now say it again and faster. It's so hot today. Break it. Từ tính từ chỉ nóng trong tiếng Anh là hot. Say it again, hot. Và bạn ấy lại còn hỏi thêm một điều nữa. Có phải trong mùa hè thì nó luôn luôn nóng như thế này hay không? Thì bạn ấy hỏi rằng is it always hot like this in summer? Say it again and slower. Is it always hot like this in summer? Có phải lúc nào cũng nóng như vậy không ở trong mùa hè? Say it again slower. Is it always, các bạn chú ý all để lưỡi ạ, always, bracket, hot like this in summer? Now say it again and faster. Is it always hot like this in summer? Bracket. Và mình có trả lời đúng là như vậy. Và trong mùa hè thì trời thường nóng và nó còn mưa rất nhiều nữa. Và mình nói là yes, it's usually hot in summer and it rains a lot. Phải, nó thường nóng như vậy và trời còn mưa nhiều nữa. Mình cùng nói lại chậm hơn. Yes, it's usually hot in summer and it rains a lot. Say it again. Yes, it's usually hot in summer and it rains a lot. Now say it again and faster. Yes, it's usually hot in summer and it rains a lot. Very good. Và khi mình trả lời như vậy thì bạn Quế chia sẻ tiếp. I like summer because I can swim in the sea. Mình thích mùa hè bởi vì mình có thể được bơi ở biển. Say it again. I like summer because I can swim in the sea. Very good. Mùa hè trong tiếng Anh là summer. Say it again. Summer. Động từ bơi trong tiếng Anh là swim. Again. Swim. Tiếp theo ở biển là sea. Again. Sea. Chúng ta cùng nói lại câu vừa rồi ở tốc độ nhanh hơn nhé. I like summer because I can swim in the sea. Again. I like summer because I can swim in the sea. Very good. Và mình có đáp lại khi mà bạn ấy nói như vậy là tôi cũng vậy. Tôi cũng vậy là me too. Again. Me too. Faster. Me too. Và mình nói thêm là mình rất yêu thích việc đi ra bãi biển. Thì mình nói là I love going to the beach. Again. I love going to the beach. Bracket. Ở đây có cụm đi ra bãi biển là go to the beach. Các bạn chú ý, từ cuối cùng bãi biển nó là beach. Khi âm y là y hai chấm, các bạn chú ý nói bật b sau đó bật âm ch ở đằng sau, beach. Bracket. Mình cùng nói lại câu vừa rồi nhé, ở tốc độ bình thường. Từ câu me too là tôi cũng vậy đến phần hết phần trả lời tiếp theo. Me too, I love going to the beach. Break it, say it again. Me too, I love going to the beach. Break it. Và sau đó thì bạn Quế lại hỏi tiếp là khi trời nóng và nắng thì bạn thường làm gì? Bạn hỏi là when it's hot and sunny, what do you often do? Say it again, slower. When it's hot and sunny, what do you often do? Now say it again and faster. When it's hot and sunny, what do you often do? Break it. Mình trả lời là mình thường đi bơi với chồng của mình. I often go swimming with my husband. Say it again. I often go swimming with my husband. Now say it again and faster. I often go swimming with my husband. Right? Và tiếp tục mình hỏi ngược lại. Còn bạn thì sao? And you. Again. And you. Right?
Và bạn Quế trả lời rằng I often drink a lot of orange juice. Tôi thường uống rất nhiều nước cam. Say it again and slower. I often drink a lot of orange juice. Very good. Và ở đây cái cụm nhiều là a lot of. Thông thường người ta sẽ nói nối âm luôn a lot of. Như vậy ạ, nghe như âm D ở giữa. Vậy các bạn chưa quen nối âm thì các bạn cứ tách ra nói rõ ràng để người nước ngoài có thể hiểu mình nói gì nhé. Các bạn không phải vội vã nối âm mà cứ bật ra từng từ và từng âm thật rõ ràng. Ví dụ sau này khi nói quen thì các bạn có thể hoàn toàn nối drink với a lot of thành drink a lot of. Do of nối với orange thành a lot of orange. Như vậy, a lot of orange. Right it? Và orange juice lại nối luôn thành orange juice. Như vậy, các bạn chú ý là trong câu này thì có vô cùng nhiều nối âm. Nhưng mình vẫn khuyến khích đó là các bạn nếu chưa có thể nối âm lại thì mình cứ nói từng từ đơn lẻ và bật đầy đủ âm. Nó sẽ khiến cho người nước ngoài cũng như là người mới học tiếng Anh sẽ nghe rất rõ các bạn nói gì. Và khi đã nói nhiều lần thành phản xạ thì việc nối âm là việc tự nhiên sẽ xảy ra. Vậy nên các bạn không cần cố nối âm ở đây. Chúng ta cùng nói câu vừa rồi lại một lần nữa và với tốc độ chậm để các bạn quen dần nhé. I often drink a lot of orange juice. Và mình sẽ phân tích để hướng dẫn các bạn một chút về phần nối âm trong tiếng Anh ở trong câu này. Vì câu này có rất nhiều phần nối âm. Mình sẽ tách làm 3 phần. I often drink. Chỗ này thì chưa có nối âm, nhưng sau đấy sẽ có nối với phần tiếp theo. A lot of. Nối âm chỗ vừa rồi đúng không ạ? Bây giờ mình nối phần 1 với phần 2. I often drink a lot of. Các bạn có nghe thấy drink a lot of. Nối âm K một chút sang từ O ở đằng sau đúng không ạ? Thì đây là hiện tượng nối âm tự nhiên trong tiếng Anh. Và khi các bạn đã nói bật âm chuẩn và nói từng từ đầy đủ thì tự động sẽ nối âm ạ. Các bạn nghe lại một lần nữa nhé. I often drink a lot of. Như vậy ạ. Tiếp theo phần cuối cùng. Orange juice. Hai âm giống nhau đứng cạnh nhau nối âm luôn. Orange juice. Và có thể nối âm. Bây giờ mình nối 3 phần với tốc độ chậm nhưng vẫn nối âm để các bạn có thể nghe được. I often drink a lot of orange juice. Như vậy ạ. Now say it again and faster. I often drink a lot of orange juice. Very good. Và tiếp theo ạ, mình lại trả lời lại là mình cũng thích uống nước cam. Và mình nói rằng I like orange juice too. Say it again. I like orange juice too. Now say it again and slower. I like orange juice too. Các bạn cứ nói từng từ và âm đầy đủ. Now say it again and faster. I like orange juice too. Very good. Đây là đồ uống yêu thích của tôi. It's my favorite drink. Again and slower. It's my favorite drink. It's là viết tắt của it is. Và từ yêu thích thì yêu thích mình dùng từ favorite. Again, favorite. Now say it again and faster. It's my favorite drink. Break it. Và trong phần tiếp theo thì bạn Quế hỏi tiếp mình thường làm gì khi trời mưa. Bạn ấy hỏi là what do you often do when it's rainy? Say it again and slower. What do you often do when it's rainy? Again and faster. What do you often do when it's rainy? Các bạn chú ý là phần cuối câu thường có thể lên giọng một chút. Nên có thể mình không nói là rainy. Mà theo ngữ điệu thì có thể hơi lên giọng thành rainy. Say it again and faster. What do you often do when it's rainy? Right? Và mình trả lời là when it's rainy, I like staying at home reading books. Say it again. When it's rainy, I like staying at home reading books. Các bạn chú ý cả cụm ở nhà là stay at home. Và sau like thì mình chuyển động từ về dạng ing. Now say it again and faster. When it's rainy, I like staying at home reading books. Right? Và mình có hỏi lại còn bạn thì sao? Bạn thường làm gì khi trời mưa? And you, what do you often do when it's rainy? Say it again. And you, what do you often do when it's
Rainy. Say it again and faster. And you, what do you often do when it's rainy? Right? Và bạn ấy trả lời là bạn ấy thích pha một cái tách cà phê nóng và thưởng thức nó khi mà trời mưa. Bạn ấy nói rằng I like making a hot cup of coffee and enjoy it when it's rainy. Say it again and slower. I like making a hot cup of coffee and enjoy it when it's rainy. Very good. Ở đây mình sẽ chú ý một số cụm từ cho các bạn. Pha một tách cà phê là make a cup of coffee. Dùng động từ make. Make a cup of coffee. Và pha cái tách cà phê nóng thì thêm tính từ hot thành make a hot cup of coffee. Very good. Và thêm một chút nữa, khi mình thưởng thức cái gì đó, mình có thể dùng từ enjoy. Again, enjoy. Thưởng thức nó, enjoy it. Right? Say it again, enjoy it. Có từ it ở đằng sau. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nói câu vừa rồi ở tốc độ bình thường nhé. Say it again at the normal speed. I like making a hot cup of coffee and enjoy it when it's rainy. Right? Trong trường hợp những câu dài hoặc có nhiều từ mới mà các bạn chưa quen và chưa nói thành phản xạ, thì các bạn hãy nghe đi nghe lại và luyện nói theo nhiều lần cho thành phản xạ nhé. Còn phần tiếp theo, khi bạn ấy vừa chia sẻ thói quen là I like making a hot cup of coffee and enjoy it when it's rainy, thì mình thấy điều này rất tuyệt vời nên mình nói là fantastic. Again, fantastic. Thật tuyệt vời. Và từ này thì trọng âm vào âm tiết thứ hai, task. Các bạn chú ý nhấn fantastic. Và âm thứ ba thì mình hạ giọng tick. Như vậy ạ. Again, fantastic. One more time. Fantastic. Break it. Và phần tiếp theo là bạn ấy hỏi về thời tiết khi lạnh và có tuyết rơi thì mình thường làm gì? Bạn ấy hỏi là when it's cold and snowy, what do you often do? Say it again. When it's cold and snowy, what do you often do? Ở đây có các từ chỉ thời tiết, ví dụ trời lạnh, lạnh mình dùng cold. Các bạn chú ý âm O, đẩy lưỡi chữ L và sau đó bật chữ D, cold. Right? Và có tuyết thì mình dùng snowy. Từ danh từ snow, thêm đuôi Y đằng sau thành snowy. Right? Khi trời lạnh và có tuyết thì mình nói là when it's cold and snowy. Bạn ấy hỏi mình thường làm gì, lại dùng câu là what do you often do? Now say it again and faster. When it's cold and snowy, what do you often do? Và mình trả lời là when the weather is very cold and snowy, I and my husband often take a day off. Có nghĩa là khi mà trời rất lạnh và có tuyết thì mình thường và chồng mình thường sẽ nghỉ một ngày ở nhà. Và cụm từ nghỉ một ngày là take a day off. Again, take a day off. Tôi và chồng thường nghỉ một ngày ở nhà sẽ là I and my husband often take a day off. Và có thể nối âm thành take a day off. Right it. Và bây giờ chúng ta sẽ nói lại cả câu ở tốc độ chậm cho các bạn luyện một lần nữa cho thành phản xạ. When the weather is very cold and snowy, I and my husband often take a day off. Break it. Các bạn hãy nhớ là xin nghỉ một ngày hoặc nghỉ một ngày là take a day off. Say it again and faster. When it's very cold and snowy, I and my husband often take a day off. Break it. Và mình chia sẻ thêm một chút là vợ chồng mình thì rất thích nấu ăn ở trong bếp. Mình nói là we like cooking together in the kitchen. Again, we like cooking together in the kitchen. Câu này các bạn quen thuộc rồi đúng không ạ? Nên mình nói tiếp đến phần sau luôn. Nấu ăn trong bếp và nấu những món mà mình và chồng mình yêu thích. Making our own favorite dishes. Say it again. Making our
our own favorite dishes. Say it again. Making our own favorite dishes. Các bạn chú ý, câu này có nghĩa là tự nấu những món ăn, những cái đĩa thức ăn yêu thích của hai vợ chồng mình. Ở trong này thì có cụm là making our own. Có từ own là ý nhấn mạnh cái riêng, sở thích riêng của hai vợ chồng mình. Khi mà nhấn mạnh và chỉ sở hữu riêng hoặc cái riêng, mình có thể dùng từ own. Các bạn nói âm O sau vật N ở đằng sau, own. Và trong các lớp sau và các cái chương trình sau thì đã có hướng dẫn cụ thể trong chương trình chuyên sâu về cách dùng từng từ một. Nên bây giờ các bạn cứ học, cứ nghe và cứ bắt chước theo trước nhé. Và bây giờ mình cùng nói lại cả câu để các bạn có thể luyện nói lại. We like cooking in the kitchen, making our own favorite dishes. Cái đĩa ăn hoặc món, đồ ăn yêu thích, mình dùng là favorite dishes. Ở đây, the dishes là dạng số nhiều của từ dish. Nó vừa chỉ cái đĩa để đồ ăn ấy, mà mình hay dùng cái rửa bát đĩa là do the dishes. Thì trong trường hợp này là đĩa thức ăn hay món ăn. Và đĩa thức ăn hay món ăn yêu thích là favorite dishes, dạng số nhiều, những món ăn, những đồ ăn yêu thích. Now say it again and faster. We like cooking together in the kitchen, making our own favorite dishes. Right? Yeah? Và khi nghe mình nói vậy thì bạn Quế có phản hồi lại là bạn ấy cũng thích nấu ăn và bạn ấy thường nấu ăn với mẹ của mình. Thì bạn ấy nói là I love cooking too. I often cook with my mom. Say it again. I love cooking too. I often cook with my mom. Say it again and faster. I love cooking too. I often cook with my mom. Very good. Và tiếp theo, sau khi nói vậy thì bạn ấy chia sẻ quan điểm và cách nghĩ của bạn ấy về khi mà trời có bão. Có bão là stormy, tính từ là stormy, được chuyển từ storm, thêm đuôi y thành stormy. I hate stormy weather. Tôi ghét khi trời có bão. Say it again. I hate stormy weather. Say it again. I hate stormy weather. Ở đây có động từ ghét, ghét bỏ, không thích là hate. Hate. Say it again. Hate. Tính từ chỉ trời có bão là stormy. Đứng trước weather thành cụm thời tiết mưa bão là stormy weather. Say it again. I hate stormy weather. Again and faster. I hate stormy weather. Very good. Và mình trả lời, tôi cũng không thích nó. Giống như bạn. I don't like it either. Again. I don't like it either. Các bạn chú ý, either là âm TH dung ạ. Again, either. Ý chỉ tôi cũng không thích thế. Đây là những câu nói dùng phổ biến trong tiếng Anh. Vậy nên các bạn chú ý luyện nghe theo và tập nói cho thành phản xạ nhé. Bạn ấy nói là tôi ghét thời tiết mưa bão đúng không ạ? Mình nói tôi cũng không thích nó. Mình cùng luyện lại cả hai câu. I hate stormy weather. I don't like it either. Tôi cũng không thích nó. Và mình nói thêm, it's very dangerous to go outside when it's stormy. Say it again. It's very dangerous to go outside when it's stormy. Again, it's very dangerous to go outside when it's stormy. Very good. Ở đây có tính từ nguy hiểm là dangerous. Các bạn chú ý nhé. Dangerous. It's very dangerous. Nó rất nguy hiểm khi đi ra ngoài. To go outside. Khi trời có bão. When it's stormy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng luyện nói lại cả câu ở tốc độ bình thường. It's very dangerous to go outside when it's stormy. Very good. Chúng ta cùng luyện lại hai câu thoại vừa rồi nhé. I hate stormy weather. I don't like it either. It's very dangerous to go outside when it's stormy. Right? It? Và bạn trả lời đúng như vậy. That's right. Again. That's right. Say it again and slower. That's right.
That's, ở đây là viết tắt của that is. Say it again. That's right. Break it now faster. That's right. Break it. Vừa rồi thì mình đã cùng các bạn luyện nghe và đồng thời vừa nghe vừa nói để tập theo từng từ, từng câu và từng phần của đoạn hội thoại. Mình tin chắc rằng là bây giờ các bạn có thể nghe lại đoạn hội thoại và cảm giác dễ dàng hơn rất nhiều, đồng thời có thể nói theo. Vậy nên là sau phần này thì các bạn hãy chuyển sang phần 3 để chúng ta sẽ có thể cùng thực hành với nhau nhé. Tuy nhiên trước khi chuyển sang phần 3, nếu như các bạn cảm thấy là mình cần ôn đi ôn lại nhiều lần để mình có thể học thêm từ vựng cho nhớ sâu hơn, đồng thời có thể luyện nói cho thành phản xạ tốt hơn, thì mình hãy luyện đi luyện lại. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Goodbye!